Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau gần một năm từ đợt thanh tra lần thứ tư của EC và sau 7 năm triển khai các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC cùng với 4 đợt thanh tra thực tế của đoàn thanh tra EC, mặc dù chúng ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng được ghi nhận, nhưng nhiều nội dung EC chỉ ra chúng ta chưa làm được và đến nay chưa được gỡ thẻ vàng. Do đó thiệt hại nhiều thứ, thiệt hại về uy tín của đất nước, thiệt hại về xuất khẩu thủy hải sản, thiệt hại liên quan chuyển đổi nghề của người dân chậm lại. Do đó, Thủ tướng đề nghị hội nghị này phải đề ra được đường hướng, chủ trương phải rõ, đặc biệt chính là cơ sở. Các tỉnh, thành phố phải có giải pháp chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU của EC. Qua báo cáo tổng hợp về công tác chống khai thác IUU thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiến nghị nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của EC lần thứ năm, đặc biệt đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác quản lý đội tàu, đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, đánh dấu tàu cá, xử lý dứt điểm tàu cá 30, xử phạt nghiêm các vụ việc vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, ngắt gửi, vận chuyển, VMS trái phép, triển khai hiệu quả hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử.